Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Lycosi, mã chứng khoán LIC, vừa công bố xin ý kiến cổ đông kế hoạch phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu của công ty con để đầu tư dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt đã bỏ hoang 14 năm tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó, Lycosi muốn phát hành trái phiếu để huy động khoảng 4.000 tỷ. Lycosi cho biết 4.000 tỷ đồng trái phiếu nêu trên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà ở và đô thị Lycosi là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, dự kiến được phát hành trong một hoặc nhiều đợt trong năm 2018 và có thể sang năm 2019 tùy thuộc tình hình thị trường. Kỳ hạn trái phiếu trên một năm được thế chấp bởi toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của công ty nhà ở và đô thị Lycosi tại dự án Thịnh Liệt. Tổng công ty Lycosi cũng sẽ thế chấp 100% phần vốn tại công ty nhà ở và đô thị Lycosi. Dự án khu đô thị Thịnh Liệt có diện tích hơn 35.000 ha, nằm trên địa bàn phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ và Thịnh Liệt thuộc quận Hoàng Mai, được Hà Nội giao cho Lycosi từ năm 2004 để lập phương án giải phóng mặt bằng. Sau đó 2 năm, Hà Nội bàn giao diện tích đất trên cho Lycosi. Tuy nhiên, trong suốt 14 năm, dự án khu đô thị này vẫn án binh bất động, toàn bộ khu đất được giao vẫn là bãi cỏ hoang. Đến tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh quy mô, trong đó cho phép chủ đầu tư xây dựng trường giao thông, cây xanh, trường học, bãi đỗ xe, nhà ở cao tầng, nhà ở thấp tầng liền kề, biệt thự với quy mô dân số là 11.620 người. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện bất kỳ nội dung nào theo quyết định nói trên của thành phố. Việc huy động vốn để tìm kiếm thêm vốn cho dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt của Lycosi được diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang rà soát đẩy nhanh việc thu hồi các dự án bỏ hoang.